các bạn trở lại với trang công nghệ của TND. Hôm nay tôi nhận một câu hỏi của một bạn độc giả như thế này. Cho em hỏi, hiện em đang là sinh viên và em vừa đi làm vừa đi học. Em đang có nhu cầu mua một chiếc laptop với giá đầu tư từ khoảng 20 đến 30 triệu đồng. Theo em tìm hiểu trên thị trường thì đang có rất nhiều dòng máy phổ thông và có những cái thương hiệu nổi tiếng với giá bán, cấu hình hoàn toàn khác nhau. Nó thực sự là em cũng chả hiểu gì về máy tính cho lắm. Chính vì thế là em cần anh tư vấn. Thưa bạn, hiện trên thị trường với tầm khoảng 20 đến 30 triệu thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi, đó là những chiếc máy này mua về sẽ làm những công việc gì. Ở đây thì anh sẽ nói với em như này, thực ra việc 20-30 triệu trên thị trường bây giờ thì nó có rất nhiều phân khúc máy. Em phải xác định được đó là cái nhu cầu em sử dụng và những cái phần mềm em dùng trên máy nó là gì. Còn hiện nay thì một chiếc laptop Bezulis với cấu hình hoàn toàn bình thường nó cũng có thể giá bán lên đến 30 đến 40 triệu đồng. Và một chiếc máy gaming chuyên nghiệp thì cũng chỉ tầm tiền như này thôi. Và một chiếc máy chạm đồ họa cũng như kiểu dạng như dùng để dành cho các bạn kỹ thuật và dành cho các bạn dùng kỹ xảo, nói chung là những cái phần mềm liên quan đến video phức tạp, nó cũng có giá bán như này. Chính vì thế là bạn mua thì chúng ta sẽ phải xác định đến cái công năng chúng ta dùng và tầm tiền chúng ta bỏ ra. Còn em cũng có nói là nó thực sự là em đi làm nhưng là cũng đam mê game, bởi vì game nó giúp em xả stress. Thì hiện nay em hay chơi cái game PUBG, thì cho em hỏi cái tầm tiền này thì liệu nó có chơi được hay không. Thưa bạn, hiện nay với tầm tiền như này thì chúng ta sẽ đầu tư một chiếc máy hoàn toàn đời mới. Ví dụ đang nổi trên thị trường, hôm vừa rồi thì mình đã giới thiệu các dòng sản phẩm của Dell mới. Ví dụ các dòng sản phẩm như Dell G3, G5, G7 có giá bán khoảng 20 đến 30 triệu đồng tùy cấu hình trên thị trường. Đây là một cái dòng máy mà đang rất nổi trên thị trường. Ngoài ra thì có các thương hiệu của MSI. MSI thì các bạn biết là kiểu dáng của nó rất là phong phú, đa dạng và cũng có những cái chất riêng. Cũng có giá bán tương đối tốt trên thị trường. Hiện nay mới một vi xử lý 6 lõi 12 luồng, coi 7 thế hệ mới đấy các bạn, thế hệ 8 đấy. Chạy Camarin 1050T hoặc 1060 gì đó thì cũng có giá bán từ 25 đến 30 triệu và em có thể lựa chọn. Và cũng nói với em, với tầm tiền này thì em sẽ đầu tư được những chiếc máy rất tốt và đều là những cái cấu hình đời mới. Chính vì thế em có thể yên tâm sử dụng trong khoảng 3 đến 5 năm. Việc để nâng cấp những chiếc máy này thì em chú ý, những chiếc máy này thì nó chỉ có khả năng nâng cấp ổ cứng hoặc RAM. Còn nếu như các linh kiện khác như GPU và CPU nó sẽ không nâng cấp được. Chính vì thế em mua em sẽ phải tính toán đến cái bài toán như này. Hỏi là em cũng hỏi mình là cái thương hiệu gì đang tốt. Thưa em, hiện trên thị trường thì có rất nhiều loại máy tính. Nhưng mà nếu mà để nổi và phổ thông trên thị trường thì sẽ có Dell này, HP này, Asus này, MSI này và thêm một số thương hiệu máy tính khác, nhưng phổ thông thì vẫn là những cái thương hiệu máy tính vừa rồi các bạn dùng. Còn những thương hiệu kiểu dạng như là Acer hoặc là MSI, những cái thương hiệu đến từ Đài Loan thì Asus cũng đến từ Đài Loan đấy các bạn, thì bao giờ nó sẽ có một giá bán rất là tốt. Nhưng là nhược điểm của những dòng này thì nó sẽ có một cái gì đó, nó sẽ không bằng chất bằng một số thương hiệu, ví dụ như máy tính của Nhật hay của Mỹ. Bởi vì với mình thì nhận xét với các hãng thương hiệu, chẳng hạn như Dell thứ gì, họ build cái lớp vỏ khá là chắc chắn và bo mạch cũng khá là ok. Còn nói về chất lượng, hiện nay những cái hãng máy tính như này để tồn tại được trên thị trường 2018 thì đã vào thị trường Việt Nam rất là lâu, nó cũng đã khẳng định được cái chất liệu cái chất lượng của sản phẩm. Còn nếu mà giá bán mà các bạn muốn rẻ thì chúng ta sẽ mua các thương hiệu tầm trung, ví dụ như là MSI bây giờ cũng là rất là cao cấp và cũng rất được ưa chuộng Việt Nam, đặc biệt là các bạn game thủ rất thích thương hiệu này. Còn nếu mà Asus thì chúng ta sẽ mua các thương hiệu ROG, đó là những cái dòng máy mà chơi game. Còn các thương hiệu mà trung trung thì hãng nào cũng có bây giờ, kể cả Dell thì có các thương hiệu như Imperium này, Vostro này. Còn nếu mà để chơi game hạng VIP thì chúng ta sẽ mua Alienware. Còn nếu mà để làm đồ họa chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ mua các dòng máy chạm. Đây là những cái chú ý cho anh em nha anh em nhé. Như các bạn đã biết, nếu một chiếc máy tính chơi game cũng như làm đồ họa trên thị trường thì nổi tiếng nhất phải nói là Dell Alienware. Đây là một thương hiệu máy tính hàng hiệu của Dell, thường có giá bán đắt hơn những cái phiên bản bình thường khoảng 5 đến 10 triệu đồng nếu mà cùng cấu hình. Toàn bộ lớp vỏ bên ngoài thì các bạn có thể thấy đây là form đời mới, nó xuất hiện lần đầu tiên từ những năm 2016 và phiên bản năm 2018 thì vẫn giống y như này, chỉ được nâng cấp vi xử lý và phần cứng bên trong. Toàn bộ lớp vỏ máy thì đều làm bằng hợp kim nhôm, vật liệu sợi carbon cũng như hợp kim mazuê, cũng nói chung là rất nhiều hợp kim nhôm, vật liệu kiểu sợi carbon với cái phần nhựa kiểu dạng như là mazuê, giúp cho cái máy cực kỳ cứng cáp. Và đây là một thương hiệu nhận dạng rất mạnh trên thế giới, tản nhiệt tốt với phần cứng hiện đại. Đây các bạn có thể thấy là riêng Alienware thì nó có một cái sự đặc trưng riêng trên thị trường, đó là màu mè, ví dụ như là bàn phím này, touchpad chuột này, kể cả những cái sườn đèn của những phiên bản ở bên dưới thì các bạn có thể thấy này. Trên thị trường thì nó sẽ có các phiên bản trang bị từ vi xử lý thế hệ 6 đến thế hệ 7. Thì thường chúng ta sẽ chọn GTX 1060 thì anh em phải bỏ ra tầm tiền từ khoảng 27 đến 35 triệu đồng. Còn nếu chúng ta mua mới phiên bản năm 2018 thì đang có giá bán rất đắt trên thị trường, thường nó dao động ở mức khoảng 40 đến 70 triệu đồng. Đây là những cái lưu ý để anh em mua phiên bản Alienware.
Còn riêng về chất lượng của Alienware chắc anh em khỏi cần phải suy nghĩ, bởi vì nó được toàn bộ game thủ trên thế giới công nhận. Đây là một chiếc máy rất ổn định, cấu hình rất ngầu với hiệu năng cao, nói chung rất ok. Đây là hai máy tính nổi tiếng đến từ Đài Loan, đó là chiếc Asus và chiếc MSI. Thì đây là hai hãng máy tính đang cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường với rất nhiều cấu hình máy để chơi game và cũng như làm đồ họa. Ví dụ trên bàn mình đây đó là một chiếc Asus để chúng ta chơi game và cũng như làm đồ họa. Trang bị vi xử lý i7-7700 và RAM có thể tối đa 32GB GTX 1060. Phiên bản này của mình đang có đó là GL502, cực nổi tiếng trên thị trường. Đây là hình thức bên ngoài. Máy có một hình thức kiểu như cấu tạo khá là đơn giản, nhưng mà nhìn vào đây thì anh em đều biết nó đậm chất giữa các game thủ cũng như các bạn chơi game cũng như các bạn làm đồ họa. Em này của mình thì được trang bị lớp vỏ nhôm nguyên khối gồm hợp kim nhôm, còn thêm một số dòng phiên bản ROG của dòng Asus thì đều được trang bị tầm tiền này. Nếu sách về i7-7700 của mình đang có đây, trang bị cảm màn hình 1060 với dung lượng 3GB thì đang có giá bán trên thị trường nó khoảng 24 triệu đồng. Thì đây là một mẫu máy tính tốt nhất trong phân khúc hơn 20 triệu, là trang bị i7 này, RAM 16GB này, SSD này, GTX 1060 3GB này. Các bạn có thể chọn phiên bản GTX 1060 với dung lượng 6GB, đang cũng có giá bán trên thị trường thường 6GB thì nó sẽ dao động ở mức khoảng 26 đến 27 triệu đồng. Dòng ROG của nó thì nó rất là phong phú đa dạng nha các bạn nhé. Thì đây mình chỉ là một cái ví dụ để mình liên hệ, để mình giới thiệu đến anh em thôi. Em này thì cũng được trang bị hai quạt tản nhiệt, chính vì thế hiệu năng của nó khá tốt. Thì nát thì mình sẽ test thử hiệu năng dưới 1060 của em này và em MSI, đó là em GE62 ở bên cạnh. Riêng dòng MSI thì các bạn có thể thấy là đặc trưng riêng của nó đó là sao? Bàn phím của hãng Tasuri, đèn lên bao giờ cũng RGB kiểu dạng như này, rất nhiều màu. GE62 phiên bản mình đang có đây được trang bị vi xử lý i7-6700, 16GB RAM, GTX 1060 với dung lượng 3GB, có giá bán cực kỳ tốt trên thị trường cũng ở mức chỉ có đó là bao nhiêu? 24,5 triệu đồng. Lưu ý các bạn thì cả hai phiên bản này hiện giờ thì chỉ có hàng sách tay, không phải là hàng mới 100% đang có trên thị trường các bạn nhé. Thường MSI thì bao giờ, đây các bạn nhìn thấy là hình thức bên ngoài của nó này. Các bạn thấy không? Đây là logo con rồng. Nó đem lại sự may mắn cũng như cái sự gì đó mà chỉ đây là một chiếc máy cực đặc biệt của MSI dành cho các game thủ cũng như các bạn làm đồ họa. Hình thức bên ngoài và trọng lượng máy của nó thường khoảng hơn 2kg và vỏ của nó thì đều bằng hợp kim nhôm cùng với kiểu dạng như nhựa các thứ, tạo lên một phiên bản như này. Và giá bán của MSI và Asus thì nó cũng sẽ tương tự nhau. Bởi vì trong tầm tiền này thì chúng ta cũng mua, đấy các bạn lưu ý là mua lai lưu nha các bạn nhé. Chứ còn nếu mới của nó phiên bản 1060 thì thường ở thời điểm ra bắt của nó cũng khoảng ở mức 35 triệu đồng đó. Còn đây, đây là một chiếc máy thì mình giới thiệu khá nhiều cho anh em, đó là dòng GS. Dòng GS thì nó là một dòng máy vừa doanh nhân, vừa đồ họa, vừa chơi game, có giá bán cũng cực kỳ đắt của MSI trên thị trường. Nếu một phiên bản trang bị cả màn hình, ví dụ 1060, em này thì thường là cạc 6GB nhá, 6.700 trên thị trường thì thường có giá bán khoảng 27 đến 28 triệu đồng. Còn nếu phiên bản 1070 như em này thì đang có giá bán khoảng 38 triệu đồng. Đây là những cái lưu ý cho anh em. Dòng này nó phù hợp cho các bạn kiểu dạng như là vừa muốn đi làm này, vừa muốn render, vừa để chơi game, xem phim, nghe nhạc và có thể xách đi xách lại để đi làm được. Nhưng mà yếu điểm của dòng này thì tản nhiệt của nó thì nó mỏng như này. Chính vì thế hiệu năng của nó thì em này nó dùng cạc Max-Q, có nghĩa là nó sẽ giảm hiệu năng của cái cạc xuống. Đây là những chú ý cho anh em. Nhưng đối với anh em mà làm văn phòng thì chiếc máy này nó phải nói là cực đặc biệt, bởi vì nếu như một chiếc máy mỏng như này thì không có một chiếc máy game hay đồ họa nào nó lại có thể làm mỏng được như này mà hiệu năng cao. Nhưng mà MSI đã làm được. Còn giá bán của nó thì cũng dao động, nếu mà vi xử lý thế hệ 6 và thế hệ 7 thì chênh nhau khoảng 3 đến 4 triệu. Nó sẽ dao động từ khoảng 28 đến khoảng 33 triệu đồng. Đây là những cái lưu ý cho anh em mua. Các bạn có thể thấy là Dell G7 khi mình đặt trên bàn thì nó không quá dày và cũng không quá mỏng. Kiểu dáng của nó thì na ná phản phất so với phiên bản cũ, đó là phiên bản 7577. Về thiết kế bên ngoài thì nhìn nó sẽ là lá như vậy. Và con này thì tông của nó sẽ có màu đen và màu trắng, có cả phiên bản màu trắng nữa, và đây thì có logo kiểu dạng màu xanh như này. Và tản nhiệt thì các bạn có thể thấy là nhìn vào đây thì nó cũng thấy màu xanh xanh. Và đặc điểm nhận biết của nó có chữ G7 này. Trục bản lề thì lấy thiết kế từ phiên bản 7566, 7567 và 7577. Các bạn có thể thấy là hình thức thiết kế bản lề vẫn giống như này. Và bên trên mặt của nó thì trá một cái lớp kiểu dạng như là cao su, chúng ta sờ vào thì nó sẽ chống bám vân tay. Và nhìn mình sờ vào rất là mịn, rất là mịn, và cái logo của nó thì màu đỏ, màu xanh như này. Bên tay trái của mình thì nó trang bị cổng sạc ở đây này, lỗ khóa máy này, và đây là cổng LAN này, USB này, đầu độc thẻ này.
đằng trước của máy thì nó làm những cái hốc kiểu dạng giả như thế này, nhưng đây có lẽ nó sẽ tản loa và khí nóng. Đây các bạn có thể loa đây này, đấy, và đèn tín hiệu này, máy chạy không này. Và bên này của nó thì thêm một cổng Thunderbolt USB 3.0, một cổng phone và thêm một cổng HDMI để chúng ta cắm kết nối ra bên ngoài. Mặt dưới của máy này các bạn có thể thấy này, những cái hốc này hoàn toàn để là hút gió vào này, và những cái gờ, hai cái gờ này chúng ta sẽ giữ trên mặt phẳng. Đấy. Khi chúng ta mở máy thì các bạn có thể thấy là mặt trước của nó, thì bàn phím của phiên bản này thì nó cũng có một cái tông nền màu xanh. Đấy, khác hẳn do mặt đỏ RGB trắng, và bây giờ thì trên phiên bản này lại màu xanh. Các bạn lưu ý thì vân tay nhé, vân tay của nó được tích hợp trên phím nguồn như thế này, và phím thì các bạn thấy là dạng check nét lồi, và bốn phím thì nó sẽ lồi lên hơn một chút, và chúng ta sẽ thấy nó in đậm như này, gồm A, W, S và chữ D. Touchpad chuột thì nó vẫn ở bên trên mặt trên, thì mình sờ vào vẫn có một cái lớp gì đấy đặc biệt, sờ vào cũng rất là mịn. Và những cái viền sơn như này và touchpad thì hoàn toàn không có những cái gờ gì cả, mà bấm thì chúng ta sẽ bấm chìm và nó vẫn đây trái phải. Touchpad có hỗ trợ cảm ứng đa điểm. Anh em có thể nhìn thấy cái camera được bố trí ở đây. Viền màn hình thì lại làm hoàn toàn bằng nhựa như thế này. Thực ra thì cái thiết kế như này thì viền màn như này bây giờ nhìn như này là dày. Giá như cái màn này mà tràn viền nhìn chiếc máy này còn phê nữa. Nhưng mà dù sao đây vẫn là phiên bản giá rẻ. Chính vì thế thì một chiếc máy như này với mình nhìn cũng hoàn toàn là rất là đẹp. Phím nó lổi như này thì hành trình phím nổi như này thì giúp chúng ta các game thủ cũng như các bạn nhập liệu trên bàn phím này khá là ok. Này, rất nhẹ các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cấu hình của chiếc máy này. Các bạn có thể thấy là khi mình active máy thì nó sẽ sử dụng bản Windows 10, và đây là bản Home 64 bit. Tên của máy các bạn có thể là G77588 này. Đấy, đây là tên của máy nhá, nhưng ký hiệu chung là dòng G7 này. Thưa các bạn, là mình đang test với phần mềm Heaven Benchmark để chấm điểm giữa chiếc Asus và chiếc MSI. Hôm nay thì mình sẽ chấm điểm kiểu tương quan, có nghĩa là mình sẽ so sánh thôi. Còn nếu mà kể cả Alienware thì nếu mà hiệu năng của nó cùng cấu hình thì nó cũng không nhỉnh hơn là nhiều. Nhưng ở đây đó là Alienware thì nó thương hiệu thì thường nó sẽ đắt hơn. Với kể cả thiết kế của nó là chúng ta phải bỏ ra tầm tiền cao hơn. Còn thực tế thì kể cả những em giá rẻ như thế này thì nó hiệu năng đồ họa của nó cũng rất là tốt. Và những dòng máy này thì mình nói luôn anh em, để chạy được cả màn hình 1060 thì đều được trang bị hai quạt tản nhiệt, và nó đều đọc được ổ cứng NVMe M2. Chính vì thế là hầu hết những chiếc máy này thì chúng ta có thể trang bị cấu hình phần cứng rất mạnh. Còn nói về độ phân giải của màn hình, thường những em này thì nó sẽ sử dụng màn hình IPS hoặc màn hình TL, và cũng thêm một số mẫu máy sử dụng màn hình kiểu anti-glare. Nói chung nó đều hỗ trợ các game thủ. Đại đa số các dòng máy gaming và đồ họa thì màn hình của nó thường thì các bạn có thể thấy là nó sẽ không thật. Bởi vì những dòng máy này thì nó chủ yếu được phục vụ các đối tượng mà sử dụng những cái phần mềm có sẵn. Còn nếu mà anh em để làm đồ họa chuyên nghiệp thì chúng ta phải sử dụng các dòng Woodison. Những dòng máy mà sử dụng chuẩn màn hình màu thật 100% và cả màn hình của nó sẽ hỗ trợ cho nội dung số, có nghĩa là chúng ta sẽ sáng tạo video. Ở đây cả màn hình 1060 với dung lượng 3GB thì thường nó kéo FPS thì nó khoảng hơn 100, và nhiệt độ của nó những em này thì dừng lại ở mức khoảng 70. Em này thì MSI mát hơn một chút 67, còn em này đã lên hơn 70 độ. Nếu tương quan một chút thì Asus có vẻ như là làm tản nhiệt không tốt bằng MSI các bạn nhé. Bởi vì thực tế thì MSI của nó nếu cùng phân khúc giá máy thì mình thấy MSI cũng nhỉnh hơn khoảng 2-3 triệu so với Asus đấy các bạn ạ. Được cái là hai máy tính đến từ Đài Loan này thì lại rất là thịnh hành trên thị trường, bởi vì họ ra rất nhiều mẫu và nó rất là bắt mắt, nhìn vào cái là rất là thích luôn. Và giá thành của nó rất rẻ. Và khi chạy ở hiệu năng cao thì cả hai máy đều hoạt động cả hai quạt tản nhiệt khá ổn. Âm thanh của chiếc MSI thì sử dụng hãng loa hàng hiệu Delan Audio, nghe cũng rất là hay. Còn Asus thì thường hay sử dụng của Solid Master. Ở đây thì có hai chuẩn màn hình có vẻ hơi khác nhau, thì chiếc Asus nhìn khá sáng, còn chiếc MSI thì nhìn lại điểm ảnh rất sâu và cũng màu khá đậm. Sắp tới thì có điểm số rồi.
Tí thì mình sẽ trỏ luôn cái đoạn video mà mình đã từng giới thiệu anh em Dell G7. Con G7 mình đánh giá form thiết kế rất đẹp, nó là thay thế hoàn hảo của phiên bản Dell 7567. 7567 rồi bắt đầu đến 7577 và bây giờ là 7588. Con 7588 này GTX 1060 nhưng cũng là Mark Hill, có nghĩa là một dạng càng màn hình tùy chỉnh. Chuẩn bị có điểm số rồi. Đây các bạn thấy không, hiệu năng cao, cả hai máy chạy quạt đều khá ổn. Thưa các bạn, là chung chung thì hai chiếc máy này trang bị cấu hình i7 giống nhau, RAM đều 16GB và càng màn hình đều là 1060 với dung lượng 3GB. Thì điểm số FPS của dòng Asus nó cho là 115 và của con MSI lại thấp hơn một chút, khoảng 112, và cao nhất của nó thì là khoảng FPS 190. Còn em này thì là 219. Đây là những cái thông số chung của dòng i7-1060 cho các dòng mới đi Asus. Alienware thì mình đã từng test thì điểm số của nó nhỉnh hơn một chút, bởi vì Alienware là build phần cứng và tản nhiệt của nó rất tốt. Alienware thì các bạn đều biết là càng màn hình của nó thì không có 3GB, nó sẽ có 6GB, thường FPS mình test nó khoảng 140 các bạn nhé. Còn nếu mà dòng MSI kiểu dạng GS thì nó mỏng hơn một chút, chính vì thế hiệu năng của nó cũng là không quá cao. Đây là những cái chú ý để anh em mua. Còn những dòng này thì anh em đều biết là nâng cấp maximum RAM 32GB và có thể nâng cấp ổ cứng SSD và có khe cắm ổ cứng 2,5 inch bên trong máy. Lại ở thời điểm năm 2018, nếu các bạn chọn mua một chiếc laptop để làm đồ họa cũng như chơi game, nếu các bạn muốn tầm tiền, giá thành và cấu hình tốt mà giá thành nó sẽ rẻ một chút thì chúng ta sẽ chọn các mẫu Asus hoặc là MSI và thêm một số mẫu máy Acer. Còn nếu mà các bạn muốn kiểu chơi game đẳng cấp và máy thương hiệu, có nghĩa là có một chút thương hiệu trên thị trường, thì chúng ta sẽ đầu tư các mẫu máy của Alienware hoặc của Dell. Bởi vì cùng cấu hình thì bao giờ Dell và Alienware nó sẽ đắt hơn khoảng 5 đến 10 triệu so với các mẫu máy cùng tầm trung của Asus hay MSI. Và mình nhắc các bạn, nếu để mua một chiếc máy cấu hình cao thì chúng ta chỉ mua được những chiếc máy xách tay hoặc lai lưu đã sử dụng trên thị trường. Mình nói ví dụ chiếc Asus, ví dụ như GL502 được trang bị trên thị trường, mình cho là phiên bản i5 đi, chạy cạc màn hình GTX 1060 với dung lượng 3GB, nó sẽ có bán sấp xỉ khoảng 20 triệu đồng. Thì đây là một chiếc máy giá rẻ nhất trên thị trường, chạy cạc màn hình 1060. Còn nếu chúng ta chọn phiên bản i7 mà cũng là 1060, i7 6700 hoặc 7700 thì chúng ta sẽ phải đầu tư từ khoảng 23 đến 25 triệu đồng. Máy được trang bị sẵn ổ cứng SSD và cộng thêm ổ 1T. Các bạn lưu ý là dòng 1060 thì nó có dòng 3GB và dòng 6GB. Nếu mà anh em xác định dòng máy càng màn hình 6GB thì chúng ta đầu tư, nếu Alienware chúng ta đầu tư mẫu thấp nhất cũng phải 27 triệu đồng, trang bị GTX 1060 6GB và trang bị vi xử lý i5. Còn nếu mà trang bị vi xử lý i7 thì chúng ta phải đầu tư khoảng hơn 30 triệu đồng một chút là chúng ta sẽ sở hữu được một chiếc Alienware. Còn nếu như các mẫu máy mà hot nhất mà anh em đang có trên thị trường, CPU Thế hệ 8, thì mình thấy hot nhất đó là chiếc em Dell G7, nó còn gọi là 7588. Thì đây là một mẫu máy tính mới nhất được trang bị vi xử lý Core i7-8750H 6 lõi 12 luồng và trang bị RAM bus 1666, càng màn hình GTX 1060 với dung lượng 6GB và ổ cứng SSD đang có sẵn, đang có giá bán trên thị trường khoảng 29 đến 30 triệu đồng tùy cấu hình. Đây là một mẫu máy tốt nhất thế hệ mới và đầu hộp nguyên thùng ở giá khoảng 30 triệu. Còn nếu MSI thì các bạn biết, ví dụ như mẫu GE62 của mình đây, trên thị trường đang có trang bị vi xử lý i7-7700 hoặc 6700, trang bị càng màn hình 1060 với dung lượng 3GB thì nó cũng đã có giá bán từ khoảng 23 đến 24 triệu đồng. Thì đây cũng là một mẫu máy cực kỳ tốt và với hiệu năng rất cao, thiết kế đẹp. Còn nếu mà chúng ta muốn một chiếc máy hiệu năng mỏng thì mình sẽ giới thiệu anh em đó là chiếc GS63 của MSI, cũng với phân khúc 6700 và 1060, đang có giá bán trên thị trường khoảng 27 đến 28 triệu đồng. Còn riêng phiên bản i7-7700 thì nó sẽ có giá bán từ dao động khoảng 31 đến 32 triệu đồng. Đều được trang bị ổ cứng SSD và thêm một ổ 1T cạc GTX 1060 với dung lượng 6GB. Tóm lại là chú ý, các bạn mua cạc 3GB thì nó sẽ dao động ở mức khoảng 24 triệu đồng đổ xuống. Còn nếu mà trang bị cạc 6GB thì chúng ta phải trang bị tầm tiền từ khoảng 26 đến 30 hoặc 33 triệu chúng ta sẽ mua được những chiếc cạc 6GB. Ở đây thì mình đều giới thiệu những các bạn là những cái mẫu máy có tiếng trên thị trường, chế độ bảo hành tốt, hiệu năng hoạt động ổn định và rất nhiều bạn đã dùng có cho những cái ý kiến tốt. Chính vì thế thì mình sẽ giới thiệu đến anh em. Đấy, lưu ý với các bạn thì những cái máy mới chúng ta phải đầu tư khoảng 30 củ, còn dưới dạng lai lưu đã qua sử dụng thì chúng ta sẽ đầu tư từ khoảng 20 đến 25. Lưu ý các bạn là như vậy. Và tất cả những cái mẫu máy này mình giới thiệu anh em thì đều có khả năng nâng cấp RAM tối đa 32GB RAM và đều chạy được ổ cứng SSD chuẩn M2 NVMe
và đều có một khe cắm ổ cứng 2,5 inch để chúng ta lưu trữ dữ liệu. Và tất cả những chiếc máy này đều trang bị màn hình Full HD từ 60Hz đến 120Hz. Đây là chuẩn màn hình rất tốt. Và màn hình của nó thì nó sẽ có từ màn hình 15,6 inch đến màn hình 17,3 inch. 17,3 inch thì các bạn đều biết, nếu chiếc Alienware rẻ nhất trên thị trường thì nó cũng đã có giá bán khoảng 34 triệu đồng. Đây là máy kiểu dạng lai lưu, đã xách tay từ nước ngoài về, kiểu dạng qua sử dụng và 99%. Còn đối với những em Asus chẳng hạn như rẻ hơn thì nó là GL73, thứ thì trang bị 1060 thì nó cũng ở mức khoảng 25 đến 26. Tóm lại, nếu chúng ta mua màn hình 17 thì chúng ta sẽ bỏ thêm khoảng 3 đến 4 triệu đồng để đây là những cái lưu ý để anh em. Còn phiên bản GS73 nếu trang bị 1060 giá tương đối đắt nha anh em nhá. Màn hình 120Hz thường dao động ở mức khoảng 32 đến 33 triệu đồng. Đây là những chú ý để anh em mua chiếc laptop làm đồ họa cũng như chơi game. Tư vấn về các dòng laptop từ 20 đến 30 triệu của mình xin ở đây là khép lại. Còn nếu như anh em cần tư vấn hay là anh em cần những cái phần mềm hay nói chung những cái ứng dụng về máy tính thì cứ vui lòng, mà không biết thì cứ đặt những câu hỏi bên dưới. Mình sẽ cố gắng biên tập qua những cái video này và trả lời cho anh em. Và bây giờ xin chào các bạn và hẹn gặp lại.